Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Vòng Quanh Thế Giới. Các bạn thân mến, trên thế giới có rất là nhiều quốc gia, nhiều cảnh đẹp tự nhiên, nhân tạo, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng. Mỗi địa điểm du lịch khác nhau sẽ có những điểm nổi bật và thu hút riêng của nó. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem trước khi có đại dịch Covid-19 thì quốc gia nào thu hút được nhiều lượng khách du lịch nhất trên trái đất nhé. Bắt đầu thôi nào. Mở đầu cho bảng xếp hạng này, chúng ta sẽ đến với Vương quốc Anh. Với lịch sử đầy biến động cùng với nền văn hóa đặc sắc và các công trình kiến trúc nổi tiếng, Anh đứng thứ 10 trong số những quốc gia được ghé thăm trên thế giới. Hãy tìm hiểu vài nét về vương quốc này. Vương quốc Anh là một đảo quốc lớn nhất ở châu Âu, bao gồm 4 xứ là England, Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland. Nằm ở phía tây của châu Âu, trong biển Đại Tây Dương và với dân số là gần 59 triệu người, Vương quốc Anh chính là một trong những trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới với tổng GDP cũng luôn thuộc top đầu thế giới. Và trong tổng GDP khổng lồ ấy, ngành du lịch của Vương quốc Anh đóng góp hơn 17,2 tỷ đô la Mỹ. Theo thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, từ năm 2019 đã có 39,4 triệu khách đến du lịch tại Vương quốc Anh. Và một trong những địa điểm đắt khách nhất của quốc gia này chính là thành phố sương mù London, thủ đô của nước Anh, bên bờ con sông Thames êm đềm. Những biểu tượng của Vương quốc Anh chính là vòng xoay thiên niên kỷ lớn nhất thế giới, tháp đồng hồ Big Ben, huyền thoại cung điện Buckingham, bảo tàng tưởng niệm nữ hoàng Victoria và bảo tàng Albert. Ngoài những thành phố nổi tiếng, Vương quốc Anh còn là nơi diễn ra một trong những giải bóng đá thu hút được lượng khán giả đông đảo nhất trên hành tinh này, giải bóng đá hấp dẫn nhất thế giới Premier League. Hàng năm, có hàng nghìn người hâm mộ bóng đá, thậm chí là hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn người tới từ rất nhiều các quốc gia trên thế giới tới Vương quốc Anh để có thể theo dõi trực tiếp những trận đấu đỉnh cao ở đây. Bạn là fan của câu lạc bộ nào? Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool? Cùng điểm danh dưới phần bình luận nhé! Quốc gia được ghé thăm nhiều thứ 9 toàn cầu, không đâu khác chính là nước Đức. Đức là một trong những nền kinh tế mạnh nhất thế giới và một phần GDP của nước Đức đến từ du lịch. Trước đại dịch Covid-19 thì Đức đã ghi nhận lượng khách cao nhất trong lịch sử với 39,6 triệu lượt khách vào năm 2019 và tạo ra doanh thu vào khoảng 58,20 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch có doanh thu cực kỳ lớn, 11,5 tỷ euro và tạo ra khoảng 235.000 việc làm cho người dân. Nói đến nước Đức, chúng ta không thể không nhắc đến những lâu đài hàng trăm tuổi. Đức chính là quốc gia có nhiều lâu đài nhất thế giới. Những lâu đài ở Đức luôn khiến cho du khách không khỏi suýt xoa bởi cái vẻ đẹp cũng như sự uy nghi tráng lệ của mình. Là đất nước nổi tiếng với nền văn hóa truyền thống đa dạng và phong phú, Đức được xem là cái nôi cũng là nơi hội tụ nhiều lễ hội truyền thống độc đáo. Khi mà nhắc đến những lễ hội ở quốc gia này thì không thể không nhắc đến lễ hội bia Oktoberfest. Nó được diễn ra tại Munich và luôn thu hút hơn 5 triệu người đổ về thành phố tham gia mỗi năm. Ở vị trí thứ 8 là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt trong bảng xếp hạng này. Thái Lan đứng thứ 8 trong số 10 quốc gia được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Năm 2019 thì Thái Lan đã ghi nhận 39,8 triệu lượt du khách tới đây để du lịch. Điều này mang đến sự thay đổi lớn cho diện mạo của nền kinh tế nước này. Với những bãi biển cát trắng, nắng vàng, những hòn đảo nhiệt đới cùng hàng nghìn những di tích khảo cổ, đền đài, tu viện Thái Lan là một điểm du lịch lý tưởng cho mọi du khách trên thế giới để khám phá những nét đẹp đậm chất châu Á. Đây cũng là đất nước nhộn nhịp với rất là nhiều những lễ hội độc đáo mà có lẽ chúng ta hiếm khi tìm được ở bất kỳ một đất nước nào khác trên thế giới. Ngoài những địa điểm vui chơi thú vị, người dân thân thiện mến khách vùng đất của du lịch này và có một nền ẩm thực vô cùng đa dạng. Ngoài ra thì khí hậu ấm áp của Thái Lan cũng là nơi tuyệt vời để cho những loại hoa quả nhiệt đới như là đu đủ, dứa, sầu riêng phát triển và cho chất lượng thơm ngon. Ngành du lịch có thể mang về 20,2% GDP của cả đất nước Thái Lan. Ở vị trí thứ 7, hơi bất ngờ đó là Mexico. Mexico từ lâu đã là một trong những quốc gia nổi tiếng nhất về du lịch. Năm 2019 thì nước này đón lượng khách kỷ lục với hơn 45 triệu người và đạt doanh thu trên 24,56 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch đạt tăng trưởng đến 9,8% bình quân hàng năm và tạo ra hơn 4 triệu việc làm trực tiếp và trên 5 triệu việc làm gián tiếp, đóng góp vào 9% tổng sản phẩm quốc nội GDP của Mexico. Mexico chính là điểm đến lý tưởng để nghỉ mát vì có rất là nhiều những bờ biển xanh, cát trắng đẹp lừng danh trên thế giới. Khi đến Mexico thì người ta không chỉ có cơ hội chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên xinh đẹp mà còn có cơ hội tìm hiểu về con người và văn hóa Mexico. Đây là một quốc gia có nền văn hóa đa sắc màu, chịu ảnh hưởng sâu sắc đến từ lịch sử hình thành và phát triển của đất nước Mexico cùng với sự pha trộn của nhiều yếu tố đa dạng về chủng tộc. Chính sự giao thoa văn hóa từ sớm mà người Mexico vẫn luôn được biết đến với sự thân thiện và giàu lòng mến khách. Ở vị trí thứ 6 đó là Thổ Nhĩ Kỳ, xếp hạng 6 trong bảng xếp hạng những quốc gia đắt khách nhất hành tinh. Istanbul, thành phố với vẻ đẹp cổ kính và được mệnh danh là thủ đô văn hóa châu Âu, là điểm đến không thể bỏ qua của mọi du khách. Chỉ tính riêng Istanbul đã thu hút đến 46 triệu khách tham quan cho đất nước này. Thổ Nhĩ Kỳ nằm giữ nhiều di tích của lịch sử nhân loại nói chung và thần thoại Hy Lạp nói riêng.
Đây là nơi bao gồm những suối nước nóng và spa thuộc vào loại tốt nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, là địa điểm lý tưởng của du khách để thư giãn và nghỉ dưỡng. Ngoài ra còn một hoạt động được ưa chuộng không thể bỏ qua, đó là du lịch kinh khí cầu. Thổ Nhĩ Kỳ có nền văn hóa ẩm thực hòa quyện giữa những vùng đất Trung Đông và Địa Trung Hải. Do đó mà đồ ăn của Thổ Nhĩ Kỳ có mùi vị rất đa dạng và đậm đà, con người nơi đây thì rất là thân thiện, mến khách và cởi mở. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào top 5 nước Ý. Nước Ý đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng này với lượng khách đến 64,5 triệu trong năm 2019 và ngành du lịch là một trong những ngành phát triển có lợi nhuận nhanh nhất, nhiều nhất của đất nước này với doanh thu ước tính là 136,1 tỷ euro. Vậy có gì mà khiến cho người ta mê mẩn đến vậy nhỉ? Một số thành phố lừng danh của Ý mà chúng ta phải kể đến đó là Roma. Roma là biểu tượng của đế chế La Mã. Huyền thoại Roma vẫn còn lưu giữ nhiều công trình có giá trị lịch sử như bảo tàng, quảng trường La Mã, đài phun nước, đấu trường Colosseum. Đấu trường này được công nhận là một trong 7 kỳ quan thế giới mới, nơi diễn ra hàng trăm nghìn cuộc chiến sinh tử giữa các võ sĩ với các loài vật để mua vui cho giới quý tộc La Mã khi xưa. Bên cạnh đó còn có thành phố Pisa, tháp nghiêng Pisa chưa bao giờ đánh mất sức hút của nó. Mỗi năm ở nước Ý đón hàng triệu du khách đến với công trình có hình dạng kỳ lạ và độc đáo. Đến đây, chúng ta chắc chắn không thể bỏ lỡ món bánh pizza, mì spaghetti và muôn vàn món ăn nổi tiếng khác trên thế giới nữa. Và vị trí thứ tư chính là Trung Quốc. Với bề dày lịch sử hàng ngàn năm, Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền văn hóa đa dạng. Nhiều công trình kiến trúc vĩ đại đã đi vào lịch sử đất nước này với nhiều kỳ quan vang danh năm châu như là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành, Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng, Phượng Hoàng Cổ Trấn và hàng nghìn những địa danh khác nữa. Năm 2019 đã có 65,7 triệu lượt khách ghé thăm Trung Quốc, đóng góp gần 1.000 tỷ đô la Mỹ vào GDP cả nước và được dự báo sẽ là cướp ngôi nước Pháp, trở thành đất nước đứng hàng đầu thế giới về lượng khách du lịch trong những năm tới. Ẩm thực Trung Quốc, ẩm thực Trung Hoa sự kết hợp tinh tế giữa hương, sắc và vị. Sự đa dạng trong nguyên liệu về phương thức chế biến cũng như tạo ra những món ăn đặc sắc. Mỗi món ăn Trung Quốc đều mang một ý nghĩa riêng, thể hiện một tư tưởng triết học nào đó của người Trung Quốc, sự hòa quyện của âm dương, ngũ hành, sự hòa quyện của thiên nhiên và con người, của trời và đất, của nóng và lạnh. Những món ăn lừng danh mà chúng ta biết đến phải kể đến là vịt que Bắc Kinh hay lẩu Tứ Xuyên Trung Quốc. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào top 3, đó chính là nước Mỹ. Vào năm 2019, thì Mỹ đã chào đón khoảng 79,3 triệu lượt khách du lịch, sở hữu những thành phố lớn, sao hoa trắng lệ của những công trình mang đậm bản sắc Mỹ, cho tới những di sản văn hóa cổ kính. Xứ sở cờ hoa thực sự có tất cả để chiều lòng bất kỳ một vị khách khó tính nào. Một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất ở quốc gia này mà chúng ta phải kể đến chính là thành phố không bao giờ ngủ, thành phố New York. Với 14 triệu khách quốc tế hàng năm, thành phố New York có rất là nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như là tượng nữ thần tự do, quảng trường thời đại hay những tòa nhà chọc trời. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể ghé thăm kinh đô điện ảnh Los Angeles, thiên đường giải trí Las Vegas, công viên giải trí hàng đầu thế giới Disneyland hay bãi biển Hawaii lừng danh. Top 2 với lượng du khách khủng trên 83 triệu người, Tây Ban Nha, xứ sở của những chú bò tót, quê hương của điệu nhảy flamenco say đắm lòng người chính là á quân của bảng xếp hạng này. Đến với đất nước này cũng nhờ những trận đấu bò kịch tính, du khách sẽ có cơ hội được hòa mình vào những thảo nguyên bao la rộng lớn, khám phá những dãy núi hùng vĩ, đồ sộ, thư giãn ở những bãi biển trải dài tuyệt đẹp hay đắm chìm vào các thành phố cổ kính với nhiều nét kiến trúc độc đáo. Có thể nói một trong những lý do mà đất nước này thu hút nhiều khách du lịch đến vậy chính là bởi người dân vô cùng thân thiện và mến khách. Thành phố Barcelona chính là thành phố rộng lớn và chào đón nhiều du khách du lịch nhất của đất nước Tây Ban Nha. Đây cũng là quê hương của đội bóng nổi tiếng Barcelona. Ban đêm đều Barcelona rất là sôi động và lung linh, những lễ hội, đêm nhạc thường xuyên tổ chức để thu hút khách du lịch. Tây Ban Nha cũng là đất nước của những lễ hội đấu bò tót từ lâu đã có truyền thống và là văn hóa của Tây Ban Nha. Từ tận bây giờ, nó vẫn rất sôi động và thu hút rất là nhiều khán giả bản địa cũng như du khách. Đất nước này thì cũng có lễ hội cực kỳ là lạ lùng, đó là lễ hội ném cà chua tổ chức vào ngày thứ tư cuối cùng trong tháng 8 ở thành phố Valencia. Hàng tấn cà chua được đổ xuống đường để mà những người tham gia lễ hội ném vào nhau. Và cuối cùng, đất nước được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới chính là nước Pháp, được mệnh danh là một đất nước của tình yêu đất nước, của sự lãng mạn. Pháp đã nắm giữ vị trí quán quân của bảng xếp hạng ngày hôm nay trong vòng khoảng 20 năm và thu hút khoảng 90,3 triệu du khách vào năm 2019. Số khách du lịch đến với nước Pháp hàng năm còn nhiều hơn dân số của nước này. Pháp cũng là một trong những nền kinh tế nằm ở top đầu thế giới với ngành du lịch chiếm khoảng 9,7% tổng số GDP của đất nước này. Pháp sở hữu 19 công trình được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Có thể nói là thủ đô Paris tráng lệ chính là niềm tự hào của đất nước Pháp. Thành phố này là nơi đón lượng khách du lịch lớn nhất của cả nước với 30 triệu lượt khách mỗi năm. Ẩm thực Pháp vốn đã nổi tiếng khắp thế giới nhờ vào nghệ thuật hòa trộn với các loại nguyên liệu cầu kỳ cùng với khả năng trang trí món ăn vô cùng tinh tế. Hơn hết thì các món ăn ở Pháp rất đa dạng, mỗi vùng miền này đều có những đặc sản khác nhau mà không nơi nào có được. Bên cạnh ẩm thực thì rượu vang cũng là thứ giữ chân du khách tại nước Pháp. Được mệnh danh là xứ sở rượu vang, Pháp chính là nơi sản xuất ra những loại rượu vang phải gọi là ngon số 1 toàn cầu.
Nước Pháp thì gần như là có mọi thứ, có thể trải nghiệm tất cả mọi sắc thái của thiên nhiên, từ những bãi biển cát trắng đến những dãy núi tuyết trắng, những dòng sông hiền hòa, những làng quê yên bình hay những cánh đồng hoa quả bao la. Do đó mà có thể nói Pháp chính là điểm đầu tiên của du lịch trước khi mà tham quan những đất nước còn lại tại châu Âu. Vâng, đó là top 10 đất nước được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Bạn ấn tượng với đất nước nào nhất? Hãy bày tỏ ý kiến của bạn dưới phần comment và đừng quên gợi mở những chủ đề mình có thể làm được trong những video tới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Và nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Mỗi ngày thì Vòng Quanh Thế Giới sẽ công chiếu 2 video mới vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.